Nhân, chào, chào các em Hube thân mến. Bây giờ thì cái clip này chị sẽ đề cập rất là nhiều về những cái tip nhỏ mà các em có thể sẽ gặp phải, lưu ý để mà cuộc sống du học của mình nó trở nên suôn sẻ hơn. Đầu tiên thì chị sẽ nói đến cái việc mình đi thẳng vào vấn đề luôn nha. Cái việc cái những cái câu hỏi mà các em thường hỏi chị á, là học ở bên đây có khó không, mình học chung với người Hàn á, thì liệu giáo sư giảng gì mình có hiểu không, rồi xong rồi điểm của mình thấp chuẩn như sao mình giữ được cái số điểm để mà mình có thể giữ học bổng cho đến suốt 4 năm như vậy. Thì bây giờ chị sẽ trả lời cho các em những cái thắc mắc đó. Là đầu tiên thì mình nói với mình về vấn đề là học ở trong lớp, thì thầy cô á, nhiều rất là nhiều thầy cô, hay là không 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 biết cho phải là chị gặp may hay không, mà chị học thầy cô nào thì thầy cô đó cũng quan tâm chị rất là nhiều và cũng giải đáp thắc mắc cho chị, cũng cùng chị để mà tìm ra cái hướng giải quyết khi mà mình không có ý tưởng cho cái bài tập hay là một cái bài báo cáo nào đó, là mình làm nhóm xong rồi mình nhờ thầy cô để mà sửa giúp cho cái nhóm của mình. Rồi và những cái bài mà lấy điểm nhỏ nhỏ trong suốt cái giai đoạn mình học á, thì thầy cô sẽ cân nhắc mà cộng thêm điểm chuyên cần đối với những ai mà luôn luôn đi học đúng giờ này, rồi ngồi học thì đúng, nói chung là chăm chú nghe giảng, ngồi gần thầy cô tạo ấn tượng tốt cho thầy cô này, rồi hay đến hỏi bài thăm thầy cô, xong rồi thể hiện những câu hỏi mà nói chung là những bạn Hàn Quốc, ngay cả những bạn Hàn Quốc cũng không thể không biết được, nhưng nó liên quan đến tiếng Anh hay gì đó thì các em hết hết tạo hết, hết mức có thể là các em phải trả lời nhanh, thì lúc đó thầy cô sẽ ấn tượng, à đây là cái bạn mà luôn luôn lúc nào trong lớp học cũng rất là hăng hái đó, rồi luôn nhiệt tình làm bài tập thì rất là hoàn chỉnh, rồi tốt, làm tốt nhất có thể, nói chung là làm cho các thầy cô đó cảm thấy mình rất là một học sinh ngoan, học sinh có cố gắng, có tiềm năng như vậy, thì những cái bài thi của em thì bài thi mà kiểu như là nhận xét theo kiểu đánh giá thì thầy cô sẽ chăm chút cho điểm cao, còn những cái bài thi mà như giữa kỳ hay cuối kỳ thì tất nhiên là thầy cô sẽ chấm điểm rất là công bằng, phân công tâm, vì lúc đó là em sẽ làm bài chung với các bạn Hàn Quốc nè, rồi làm trắc nghiệm hay tự luận gì đó, thì hay là những câu trả lời ngắn thì các thầy cô sẽ cũng tạo điều kiện hết mức có thể để các em có thể làm tốt cái bài thi của mình. Ví dụ như cho thêm giờ, chẳng hạn là 15, người ta 15 phút ra, em 20 phút, hay là có thể đi vòng vòng hỏi, nhìn coi các em có sai nhiều hay không, nếu sai nhiều á thì sẽ có một cái ý tưởng mới, như là các em làm những bài bài viết ở nhà thêm, hay là tóm tắt nội dung của sách, sau đó là cộng điểm cộng cho các em hay chẳng hạn. Nhưng là họ tạo rất là nhiều cơ hội để các em có thể gỡ điểm, nên là các em đừng có quá lo lắng về việc là mình học trong lớp thì có quá khó khăn hay không. Đó, rồi cái việc thứ hai là bạn bè, về bạn bè thì có rất nhiều bạn quan đa, sang đây á rất là khó để mà thân được với những bạn Hàn Quốc, nhưng mà bạn bè mà đâu phải là muốn thân với nhau được một số một chiều là được đâu, cho nên là khi mà em qua đây thì chị tạo rất là nhiều, cố gắng tạo nhiều cơ hội để tiếp xúc với các bạn Hàn Quốc, vì các bạn Hàn Quốc cũng có nhiều người có tính tình giống mình, cũng hoạt náo, cũng vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng, rồi họ sẵn sàng chia sẻ với mình, làm bài giúp mình, không phải làm bài giúp mình mà là chỉ bài mình, hướng dẫn mình, rồi ôn bài giúp chung với mình. Chị cũng đã từng trải qua cái cảm giác là các bạn cũng cũng hơi hơi lạnh lùng với mình đó, nhưng mà khi mà các em cố gắng mở mình, mở lòng mình hơn, rồi tìm nhiều cơ hội để tiếp xúc đó, thì nhiều khi biết đâu được là các bạn Hàn Quốc cũng sẽ thân với các em hơn.
và xem em là bạn thân thì sao. Rồi, có một bí quyết nhỏ là chị muốn chia sẻ với các em, đó là khi nếu mà các em qua đây á, tuổi của mình lớn hơn các bạn trong lớp thì cũng đừng có lo lắng, mà phải tìm cách là có một cái bí quyết nhỏ, đó là khi các em mà đầu tiên vào lớp á, thì đừng có vội mà với giới thiệu tuổi thật của mình, mà cứ nói là mình bằng tuổi với các bạn để mà các bạn tự nhiên hơn với mình. Sau đó là đến lúc mà các bạn có thể biết được sự thật thì lúc đó cũng muộn rồi, tại vì các bạn xưng hô với mình đã quen rồi nên là cũng khó mà thay đổi được. Mình cũng nói với bạn là tại vì mình muốn mình thân với các bạn hơn nên là mình không muốn nói là mình lớn tuổi hơn, các bạn cứ xem mình là bạn cùng tuổi đi, là cùng từng học chung một lớp mà vậy đó. Hoặc là khi mà các em đi những cái cuộc orientation hay là huấn luyện thành viên mới, người ta gọi là MT hay là trịch phu đi, thì những cái đó là mình hòa vào cuộc vui của các bạn, xong rồi mình chơi chung với các bạn chẳng hạn đó. Những cái đó là sẽ là tạo cho mình rất là nhiều cơ hội để có thêm bạn mới và tạo lập được nhiều mối quan hệ. Càng nhiều mối quan hệ thì các em sẽ càng thích nghi nhanh hơn với cuộc sống ở bên đây. Rồi, cái thứ ba là em hỏi là khi qua đây thì mình có dễ tìm được cơ hội để mà tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hay là hoạt động ở trong trường hay không. Câu trả lời duy nhất đó là vô cùng dễ, nếu như mà các em sẵn sàng, mà các em năng động muốn tìm ra nhiều cái hoạt động để mà mình tham gia. Như chị này, học kỳ trước đến giờ thì chị tham gia nhiều hoạt động, như là chủ yếu mình lên mấy trang web của trường nè, của cái trung tâm giao lưu quốc tế của Busan, rồi những cái thông tin từ team giao lưu quốc tế của trường chẳng hạn, thì mình có thể tham gia những cái hoạt động chung với người nước ngoài, rồi học học những cái lớp học dành riêng cho người nước ngoài, bây giờ hoặc là những cái hoạt động liên quan đến du lịch, ẩm thực Hàn Quốc, rồi thể thao vân vân. Nên là nhờ những hoạt động đó mà các em sẽ cảm thấy là cuộc sống Hàn Quốc trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Rồi nói đến đây thì chị nghĩ là cũng đủ để các em phần nào hiểu được cuộc sống ở bên đây như thế nào. Rồi nếu như mà các em muốn biết thêm những cái thông tin, ví dụ như là khi mà qua đây thì mình có thể tham gia vào những câu lạc bộ gì, là có thể duy trì được sở thích hay không, rồi mua hàng trên mạng là cách nào, những cái trang web nào là tốt, hay là đi tàu điện ngầm như thế nào, rồi đi đi KTX như thế nào, có những cái vé tàu hay là những cái gói đi giao thông nào mà rẻ hay không, hay là ký túc xá sinh hoạt như thế nào, hay những bạn có thể học tiếng Anh chung với các bạn ở nước ngoài, học từ các bạn được không, rồi những cái mẹo nhỏ, những application mà các em có thể download về trong máy mà giúp ích cho cuộc sống du học của mình, là những cái gì. Nếu mà các em muốn biết nhiều hơn về những cái đó thì cứ mạnh dạn mà comment hay là nhắn tin Facebook cho chị. Facebook của chị là Trang Binny. Em có thể hỏi các anh chị Sanbe hoặc là những bạn mà biết Facebook của chị, hoặc là kết bạn Kakao Talk với chị. Cái ID của chị là Tròn Su Bin, viết bằng tiếng Anh. Rồi, chị sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những gì trong tầm, nếu mà chị biết, chị sẽ nhiệt tình hết mức với tất cả những các em khu ve thân yêu của chị. Rồi, clip của chị sẽ kết thúc ở đây. Rồi, hẹn gặp các em trong các video clip sau. Nếu có thể, chị sẽ quay thêm. Tạm biệt các em.